World Cup nữ 2023 ngày 24 tháng 7, đội tuyển nữ Italia đại chiến đội tuyển nữ Argentina. Ngày 24 tháng 7 sẽ diễn ra 3 trận cầu tâm điểm tại vòng bảng World Cup nữ 2023. Tại bảng G, lúc 13 giờ, Italia đối đầu Argentina. Nếu xếp về thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA, nữ Italia hoàn toàn vượt trội so với nữ Argentina. Và không quá bất ngờ nếu đại diện châu Âu giành được thắng lợi ở trận đối đầu trưa ngày 24 tháng 7 tại World Cup nữ 2023. Chi tiết hơn, nữ Italia đứng ở vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng FIFA và nữ Argentina xếp ở vị trí thứ 28 trên bảng xếp hạng. Đức gặp Maroc tại bảng H lúc 15:30. Nữ Đức bước vào vòng chung kết World Cup nữ 2023 với nhiều lời chỉ trích và hoài nghi từ giới mộ điệu Đức nhà. Nhưng nên nhớ, nữ Maroc là đội bóng xếp 72 trên thế giới và kém nữ Đức tới 70 bậc. Rõ ràng giữa đại diện của châu Phi và đối thủ đang có sự chênh lệch lớn về đẳng cấp. Và trận đấu cuối cùng trong ngày diễn ra vào lúc 18 giờ tại bảng F, Brazil gặp Panama. Ba trận đấu ngày 24 tháng 7 sẽ được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội, VTV Carbon và TV 360. Bảng xếp hạng bảng A ngày 24 tháng 7 có cùng được 3 điểm, Thụy Sĩ và New Zealand đứng ở vị trí số 1 và số 2. Chưa có được điểm số nào sau lượt trận đeo quân, Na Uy và Philippines đứng ở vị trí số 3 và số 4. Bảng xếp hạng bảng B ngày 24 tháng 7 có được 3 điểm ngày đeo quân, Australia đứng ở vị trí số 1, Canada và Nigeria có cùng được 1 điểm đứng ở vị trí số 2 và số 3. Cộng hòa Ireland chưa có được điểm số nào đứng ở vị trí thứ 4. Bảng xếp hạng bảng C ngày 24 tháng 7 có cùng được 3 điểm, Nhật Bản và Tây Ban Nha chia nhau 2 vị trí dẫn đầu. Costa Rica và Zambia chưa có được điểm số nào đứng ở vị trí thứ 3 và thứ 4. Bảng xếp hạng bảng D ngày 24 tháng 7 có cùng được 3 điểm ngày ra quân, Đan Mạch, Anh đứng vị trí số 1, số 2, Trung Quốc và Haiti đứng vị trí số 3 và số 4 khi chưa có được điểm số nào. Bảng xếp hạng bảng E ngày 24 tháng 7 với chiến thắng 3-0 trước Việt Nam, đội tuyển Mỹ đứng ở vị trí số 1 có được 3 điểm. Hà Lan đứng ở vị trí thứ 2 có cùng 3 điểm như đội tuyển Mỹ nhưng thua về hiệu số bàn thắng bại. Bồ Đào Nha và Việt Nam đứng ở 2 vị trí cuối cùng. Bảng xếp hạng bảng F ngày 24 tháng 7 có cùng được 1 điểm, Pháp và Jamaica đứng vị trí số 1 và số 2. Brazil và Panama chưa thi đấu, tạm thời đứng ở vị trí số 3 và số 4. Bảng xếp hạng bảng G ngày 24 tháng 7 có được 3 điểm ngày ra quân trước Nam Phi, đội tuyển Thụy Điển đứng vị trí số 1. Argentina và Ý chưa thi đấu, tạm thời đứng ở vị trí số 2 và số 3. Vị trí thứ 4 thuộc về đội tuyển Nam Phi,